Hello, xin chào các anh em nha. Chào mừng anh em quay lại với channel TT Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một clip CF nha. Tại vì bây giờ là cũng khá là khuya rồi, 9 giờ rồi, nên là mình sẽ làm gấp gọn cái clip cho bạn xem. Ngày hôm nay mình sẽ review một con hàng SMG cũng khá là mới luôn. Đó là khẩu súng Evo Gold Black. Mình nhớ không nhầm là cái khẩu súng này nó đã có một cái phiên bản gọi là phiên bản GP đúng không? Tại vì vô tình mình xem một cái clip livestream ở trên Facebook á, có một bạn đã livestream vào khẩu súng này nhưng mà phiên bản GP, nó màu kiểu đen đen ấy. Và khởi đồ thấy ngay cái khẩu súng đó là phiên bản màu vàng, mình test ngay cho anh em luôn. Trời ơi, bánh khá là rác các bạn ơi. Đây là khẩu súng thuộc dòng SMG, tuy nhiên đam của nó thì khá là thiên về cái dòng Fry, rất là giống kiểu 9291 bạn ơi. Trời ơi, bánh đạn ra nhanh lắm, đạn ra nhanh kiếp luôn. Có vẻ là đam nó hơi nhích hơn so với TP xíu các bạn ơi. Trời ơi, bánh thấm lắm bạn ơi. Rác là rạc lần này bị gì đây? Định mệnh, trời ơi, thế này thì mày hả bưởi, cho một phe rút lục. Đó là mình mất luôn quả giáp rồi, thằng này khốn nạn nha. Quá là khốn nạn luôn. Nhưng mà không sao, mình cân được các bạn ơi. Trời ơi, sao giờ không có dơm chơi gì. Trời, mở kiều không có dơm 3-4 con luôn. À này, ngon này, hàng ngon này bạn ơi. Trời ơi, toàn dơm non này chú. Đồ mê nó phá cái nồi thật. Chú nó đông chưa. Toàn dơm non, phòng này hình như không có y tá bạn ơi. Thằng này thì sướng rồi. Trời ơi, bạn cầm 3 chĩa cũng vậy à. Khẩu súng này cơ động khiếp luôn mà. Quá cơ động luôn, thay đạn thì cực kỳ nhanh. Đồng này dơm ngáo quá, cực kỳ ngáo luôn. Thôi mày vào đây. Trời ơi, vào đây kiếm multi sướng này bạn ơi. Trời ơi, mẹ nó toàn đứng im không để cho mình ăn kiểu này. Một quả multi rồi nè. Kiểu này là chắc nó đạp multi lòi mồm nữa bạn ơi. Ui ui, một cân mừ nó phê. Mình nó đá các bạn ơi. Trời ơi, nhấp nháy à. Trời ơi, rất là hăng luôn. Nhấp nháy mà không biết tù méo này. Cứ nhào vào đây là mình ăn hết à. Có một con y tá này. Trời ơi, ui ui, ngon nha, ngon nha. Mốt này, ơ cái gì đây. Mình bị kẹt, chết bà tôi rồi, mình bị kẹt các bạn ơi. Rồi, quả này chết rồi, trời ơi. Cái quả đó là mình bị kẹt các bạn ơi. Tự nhiên có kiểu là một hay hai con dơm gì ở trên cái hòn lanh nó nhảy xuống á. Là nó đứng trên đầu mình chạy không được luôn. Không, quả đó là mé toàn dơm non, mình bang một phát là mình clear 10 đấy. Quả đó kẹt quá đen luôn, đen cực kỳ, mé nhục tiệt. Cầm khẩu SMG nhiều đạn như thế này và định công mở nó không chơi được cái bát đó khá là tức. Nhưng mà không sao, tại vì mình còn khá là ít thời gian để mình cố làm nốt clip này cho bạn xem nha. Anh em nhớ like và subscribe kênh mạnh nha. Tại vì kênh của mình mới có vài chục ngàn subscribe, mình mong muốn là nó sẽ đạt lên lên 100.000 subscribe trong khoảng thời gian tới. Nên là anh em cứ subscribe mạnh lên nha, ủng hộ mình một cách nhiệt tình nha. Trời ơi, dôm nhiều rồi này. Ơ, định mệnh cái hồn thiếp thốn, phải ca trưởng thật. Bây giờ thì dôm đâu? Trời ơi, đây. Mày vào đây, chô cha mẹ ơi. Nó cầm cái ba chĩa đi rồi nó chết này. Chô cha. Hình như là bây giờ là ba chĩa là mình không cần phải Navicon mua hả anh em. Mình đổi bằng cái bơ bơ gì trong cửa hàng điểm ấy. Mình chả nhớ tên nữa, lâu quá rồi không chơi game giờ vào mù vãi trưởng luôn. Quá là mù. À rồi anh tơ hăng nha. Trời ơi nhảy túi dê, bạn túi dê. Trời ơi nó đứng rồi. Ui ui mẹ ơi, quẹ đó của mình quá là hơn các bạn ơi. Phe đó né chuẩn phết nha. Mé ba thằng đã chém quẹ đó trặc hết ba cái luôn. Kiếm tặc chù mẹ ơi, cái khẩu súng này mà bắn vào đầu thì thôi rồi luôn các bạn ơi. Đam nó nhảy gì mà dông dông lù lù các bạn ơi. Chù cha mẹ ơi, chém mất mình quẹ giáp rồi bạn. Trời, công nhận khẩu này bánh im thật à. Quá im luôn. Đó, mày thủ dâm đi. Ui xôi ôi, nó vẫn thủ dâm được bạn ơi. Thằng này khiếp nha. Một mình căng cả tem cho Hoàng Lanh kìa. Thôi bạn ơi, thôi. Bây giờ là mình công rơi. Vô đài. Đừng ép tao phải biến hero nha. Định mệnh mày. Chơi luôn này. Trời ơi, một căn năm mà. Chơi luôn này, sợ vậy. Nhà bố, chơi luôn này. Tưởng ta con là ngon à. Trời ơi, không dính vào đây. Mày hả bưởi, trời. Bây giờ 4k máu thì mình cân cả server. Anh nhầm, cân cả phòng server cho nó đâm chết. Rồi hàng nữa, còn thằng đó. À, một thanh niên đứng trong góc kia. Trời ơi, thằng này AFK rồi. Nó AFK rồi thì mình không chém nó các bạn. Mình không thể nào mà chém những thanh niên AFK như tội lắm. Được bắn sau mình work sau nha các bạn. Trời ơi, khổ thân thanh niên, rồi hồi sinh xong đứng im luôn. Khổ thân thật chưa. Thì theo mình nhận xét về khẩu súng này thì bất cứ ai có đạn mà kiểu như mình này, thơm sơn nhiều như mình thì bạn có thể chơi khẩu súng này sang dơ một cách rất là mượt mà.
và di chuyển rất là nhẹ luôn. Khi mà các bạn cầm cái khẩu súng này, các bạn vừa bắn vừa bắt cua vừa nhảy thì nó cũng khá là nhẹ. Nó cũng tầm nặng ngang cái súng lục thôi bạn ơi, một cái súng lục bình thường. Nên là anh em có thể nhảy thoải mái mà không ngần ngại khi mà chúng ta vừa cầm súng vừa nhảy nha. Nó cũng giống như nó kiểu là nó nặng hơn cái bơm một chút xíu thôi. Nên là anh em yên tâm. Khẩu này thì đáng để mà anh em bỏ tiền ra để mà sở hữu ấy. Hình như con hàng này là mua trong gói mới có hả không? Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm nên là mình có sai sót gì anh em bỏ qua cho mình nha. Mũ cưng thi trời ơi. Rồi xong cái ván này mình đảm bảo bạn là zombie ăn hành rồi. Rồi bây giờ là mình phải cố gắng mình cận chiến hết nha bạn. Cho nó ra giống mới chơi với kiểu này là lâu lắm. Mà ông nội kìa trên tùng hàng thẩm du thứ kia thì biết chừng nào mà có dơm chơi. Ui trời ơi nhắc nháy kìa. Mệt chết rồi. Vãi cái nồi ạ. Vậy là bạn đúng rồi. Thằng này là mình nó ngồi luôn. Khốn tới nha. Nhiều thế loại lúc bây giờ là anh em toàn kiểu là chơi xạo chó. Cứ ngồi thế là lao vào cận chiến là móc ba chĩa ra nó sấp một phát mất cả giáp lẫn chài luôn. Vãi cả nồi được. À bây giờ hai thanh niên trên kia đứng thẩm du. Thôi mình cứ đứng đây thôi. Ui đông quá. Đông thế này thì sao chơi? Tỉnh mến á. Nó đông quá, hai thằng đứng trên này, mấy thằng bên kia nó rỉa dơm kiểu sao mà sống lỗi đây. Chu cha mẹ ơi. Chu cha hai chị rồi, hồi nãy không có y tạ bây giờ nhiều vậy. Hai chị vào đây. Cỡ súng này nhẹ cơ động chơi được các bạn ơi, chơi được xơi được. Thời gian không còn nhiều nữa bạn ơi, cố gắng làm nốt một cái clip đăng cho bạn xem. Thì nếu mà mình có thời gian nhiều thì mình sẽ làm một ngày hai clip trong cái kênh Tester Gaming này, một clip đột kích với lại một clip liên quân. Để cho các bạn thỏa mãn, các bạn xem thoải mái. Để mà các bạn phải share và subscribe. Ôi ôi, biển hero này sốt luôn. Quả này nó ép dọa mình vào tường rồi sao. Chơi vậy ai chơi đúng không. Rồi bây giờ hai con, cần 6 con. Rồi ăn chắc rồi bạn ơi. Thế này là ăn chắc là thua. Làm gì vậy. Thôi một quả cũng chết. Mày FK này. Kiểu này phải quắc rồi. Thôi chú cha mẹ ơi. Chú ơi Win ơi. Bạn ơi. Thôi mình dớt quán lại nha. Nếu anh em cảm thấy clip này hay thì để lại một like, một share cho mình nha. Mình chắc không hay đâu, mình làm đại mà. Tại vì không có thời gian. Mà ngày hôm nay là mình chưa ra clip ở kênh Tester Gaming. Mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách like và subscribe và đăng ký kênh nhiệt tình nha. Chô cha, nhảy qua đây nha. Chủ mé cái khẩu súng lục này nó còn nặng hơn cả cái khẩu súng chính luôn bạn ơi. Ủa thân tùi. Đâu, làm gì. Quán này phải cận chiến thôi. Cái này từ sớm giờ mình chưa có một phát cận chiến nè. Hình như là có một cái cận chiến con tôm mà nó FK mất bạn ơi. Quá nhục. Mình giết mấy thằng FK là hơi bị nhục. Đó, bây giờ sao? Ui dồi ôi, nó địch thúi quá các bạn ơi. Trời ơi mẹ ơi, nó địch cả một vùng trời. Ô nhiễm thế này, đen thui cả một vùng trời luôn. Chơi cái con nhân vật này hình như nó không có chống khói bạn. Nhìn sao mà nó đen ơ mình luôn. Thôi ra đây bạn ơi. Trời ơi. Ô, thằng này khôn nha. Trời tao biết bài mày ra đây đường nào mày theo này. Đó, thấy chưa? Mình biết cái bài của bạn rồi. Một tu. Làm gì? Một mạng. Rồi kiểu này mình clear tem nha các bạn. Bây giờ là dòm ít quá. Quá là... anh em thấy gì chưa? Một phe nhảy dùm mát. Con nè, cần giếng lục nè các bạn ơi. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Trời ơi, kỹ năng gọi là rất lục á. Để bữa nào mình rảnh, mình có thời gian nhiều quá, mình làm một cái clip chuyên rút lục cho bạn xem nha. Rút lục là một cái kỹ năng mà cũng đơn giản mà cũng khó đó bạn. Tại vì đam của khẩu lục thì nó rất là yếu luôn. Và đỡ mà có một cái farm mà double kill hay là multi kill lục thì nó hơi bị khó. Ui ơi, lại nhấp nháy bạn ơi, bạn vào đây. Ui trời ơi, thơm thế nha. Quá ngon. Lại một bạn nữa. Trời thơm thế. Lại chạy rồi. Đúng rồi, thay thớ bằng một em y tá vào đây. Bè thông mong thần dưỡng luôn. Ui rồi lại thằng này đó. Lên. Trời ơi mẹ ơi. Rồi hết dơm rồi bạn ơi. Ui. Ê cái đéo gì vậy. Đến mệt. Đứng à. Vãi cái nồi game. Đến mệt. Thế này chơi gì nữa. Cái quả này mình chết rồi. Nhắn e. Đến mệt phải e liên tục. E liên tục. Ui. Thôi đi luôn đi. Để thế nào mà tin được bạn. Mình còn sống. Trời mẹ ơi. Game đột kích mà lách như thế này thì chơi cái gì. Ú tăng giúp mày luôn nè. Còn một thằng nữa. Trời ơi, một thằng nữa thôi mà nấp đâu. Anh em xem clip nhớ để lại một like, một subscribe ủng hộ anh em tụi mình nha. Và bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn một video khác. Nhớ để lại một like, subscribe cho mình nha. Nếu anh em thấy video này